Hello, chào các bạn quay trở lại với kênh Đăng Quân Farm Lời Cuộc Sống Mỹ. Thì bây giờ mình đang ở cái khu đường hầm điêu khắc đó, để mình tham quan ở trong bên trong có gì nha. Ok, bạn hãy cùng đi theo mình. Đây, đường hầm điêu khắc 2023. Ok, đây hai đứa em mình nó không có vô, đứng ở ngoài. Sáng giờ đi cũng nhiều các bạn. Bây giờ mua cái vé chỗ này. Rồi, người lớn 120, con nít là 50. Đây, cái giá vé nè, 120 người lớn, dưới 1m3 50. Tiền. Tiền tốn tiền ha. Ok, vậy đi. Rồi, vé đây, bây giờ mình vô nha. Ok, vô trong rồi đây cả nhà. Vô trong rồi. Đây, trường hợp điêu khắc nó vậy nè. Đi ra mẹ. Có nguyên hình con rồng mà, rồng đất à. Đó. Ồ, đường hầm điêu khắc vô nữa. Con sói với lại con tuần lộc. Đó, tao quay quá trời luôn. Tình yêu bất tận. Ghê vậy ta. Chụp với anh. Ghê quá. Tiếng gọi nơi hoang dã ghê không? Ghê không? Chụp. Tại giờ chút nữa có đi ra đường này không? Không, ra. À, vậy thì chụp. Chụp đây. Chụp lên đó đi, cái này đâu có đây. Ok. Cái này là cái đường đi vô này cả nhà. Nó tên là Lăng Lăng Bi. Lăng Bi ăn. Cây này cái gì ta? Rồi một cái nữa. Được được, một cái nữa. Có tiếng ngoài đâu. Leo ra chừng té nha con. Nửa nhiêu vậy? Wow. Còn một cái rồi. Đây nè. Con ngồi lên tay nó đi, con ngồi lên tay nó nè. Bên đây nè, ngồi con này nè. Con kia à, con kia ngồi lên tay nó. Một cái cuối cùng nha. One. Làm hết luôn đi. À, cái chỗ này con biết rồi, thấy trên mạng rồi. Lên đây nè, lên khác đây. Đây nè. Lên đây, 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 đây. Ghế nhỉ? Ghế hả? Ở này có những cái con thú, con voi nè. Ôi. Đó. Đây để mình coi coi. Khu vực cấm chèo. Wow, bạn thấy không? Con ếch, con kiến. Con kiến, yes. Yes. Đó. Chậm đi lên, con kiến làm những cái hình con kiến bằng đất rồi. Yes. À, nguyên cái đường nè. Ê, đứng đây chụp hình thứ đẹp lắm á bay. Chậm. Đứng đây chụp đứng bên giữa. Được không? Lấy thôi. Cái đường thông sao con về. Lan Piang. Thác nước.
Mẹ muốn chụp lấy cái chữ đó không? Chụp, nhưng mà phải đứng bên đây. Đi cho biết lối tham quan vậy nè. Trời bắt đầu nắng rồi đó. Nè. Ồ, cái đường trong đây nó nặng đứt sét hả ta? Nặng bằng đất đó chứ đúng không? Ôi nè, cái xe bự kìa nè. Ôi, đây là cái đồ, mình nhấn cái đồ. Chớ cái em thôi, tụi mình. Có nguyên xe bự vậy bá. Có nguyên xe bự vậy bá. Rồi, để gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ghê ta. Nguyên cái điện thoại nè cả nhà. Nguyên cái điện thoại nè. Đây cái này bị hư nè, chỗ này ai đụng vô nó bị hư đó, nó đang sửa đó. Bằng đất sét á thấy không cả nhà? Nó bằng đất sét á, ở trong là đất không. Xe mẹ chụp không? Gì tôi thấy ta chụp đây nè. Đây nè. Ồ. Thấy cũng không đẹp lắm. Dạ. Yeah. Em ơi, mẹ. Mẹ ăn kem nhớ lại tuổi thơ hả em? Đăng Quân ơi, ăn kem nè con. Dạ. Ăn kem không? Đó đóng hộp cho Đăng Quân không mẹ? Kem nha. Ngon không? Ngon không? Ngon không? Gì? Dẹp không? Lên chụp đi. Gì? Không đẹp hả? Hay ha. Hay ha. Này, này tường nó nắng rồi nó dễ thôi, trang trí ha. Ngay chỗ trời đổ mưa rồi sao? Cái chuông này cũng đẹp nè mẹ. Kệ thì viện Trúc Lâm gì kìa. Ê, nguyên cái đàn bự chà bá. Cái đàn bự chà bá. Ở đây là nước sơn nè. Này không biết làm theo cái kiến trúc gì mà mỗi chỗ mỗi cái loại khác nhau. Không lắm. Piano bự vậy hả? Cho con qua cái. Piano bự dữ vậy. Thôi có người chụp. Ừ. Đất sét luôn anh hả? Anh
Mấy này đất sét hả? Ghê vậy? Rồi đứng vô lẹ lên. Cho người ta qua. Trời con nó cũng theo nữa. Đăng Quân. Lẹ lên cho người ta đi qua con. Rồi nhìn ba quý nè, 1 2 3. Rồi. Rồi. Đẹp quá ha. Làm đèn, làm kèn đồ. Đèn bà. Xe. Trời ơi, cái xe biết bao xịn xịt. Dài ghê không? Ghe Đà Lạt, dễ thương à. Ghe Đà Lạt. Cháu Yến ơi, cảnh đàn của cháu cần nhảy của bà đâu. Đường hầm điêu khắc. Duyên nợ Đà Lạt. Duyên nợ Đà Lạt. Tình yêu và nỗi nhớ. Duyên nợ Đà Lạt. Tình yêu và nỗi nhớ. Đây cái nhà thờ này cả nhà. Hả? Nhà thờ đất sét luôn nha. Đầy đủ. Đó là nó chuyên dập duyên nợ Đà Lạt gì chứ. Duyên nợ Đà Lạt. Nỗi nhớ. Tình yêu và nỗi nhớ. Ở bên đây nè, bên đây cái thác nè. Thì con với ông quý mày đứng đây mày chụp nè, mày đứng đây nè. Xuất sắc, đẹp. Nó đẹp á. Chào đó đó. Rồi vô. Rồi. Bây giờ hồ Vô Cực, hồ Thiên Thần là đi đường này. À, làm luôn nè. À. Có biết được bao nhiêu cái hạt không anh? Nghệ nhân là đây được cả nhà. 120 cái hạt mới đủ đúng không? Thiếu một hạt là phải làm lại cái khác. Rồi bà rồi họ làm lại cái hộp người ta đó. Nghệ nhân. Ok đi nè con, bên kia kìa đó. Nè cái chỗ mình cần đi là cái bên kia đó. À hồ Vô Cực kia. Ờ đó, hùng nhau á. Hùng nhau không? Chụp này không? Ông mày nhìn xấu quá, ông gì vậy? Ông mày nhìn sợ quá. Không biết ông gì, ông vui gì không biết. Ông vui, ông có rau. Wow đã. Ê, Tú là nó muốn vô đây nè. Mà nãy Diễm nó chưa đi. Ồ mát rồi, vô đây mát rồi nè. Đó, cắm hái hoa, bẻ cây. Hey. Ghê. Ớn không? Da vậy mà người ta khen đồ trắng đồ này nọ. Đen thù lùi. Con trắng thì giống mẹ rồi. Giống mẹ đâu. Thánh diện đâu. Ghê thiệt. Đâu có lời nào không? Có lời nào nói không? Cái này đẹp không? Cái này đi qua bên kia đâu. Ờ thì phải đi vòng qua mà. Phải đi đường. Ừ cái đường đi nó vậy á. Ờ mát. Vô đây mát lắm. Đi mệt thấy bà. Đi có thằng Kim mới mệt, nhóc nhỏ. Mốt cho nó nhà đi. Ồ mứt kìa. Mứt ngon à. Đà Lạt. Ờ. Đặc sản Đà Lạt nè. Đó, me đã. Ờ, bắn cung. Bắn cung. Xem nha. À, bây giờ mình vô cái hồ là phải đi qua chỗ này, đúng không? Qua
lên lên luôn đó, lên là ra đó. Tin nó khóa này lắm. Nhìn nhìn á. Chạy ra trước coi coi cái cầu này. Đó, mẹ là mẹ nhìn thấy là mẹ thích rồi đúng không? Cái view nguyên cái hồ bự luôn. Wow. Đó các bạn thấy không? Đó. Cái cảnh mấy bạn muốn vô đây thì phải vô mua vé tham quan cái gì em? Em tham quan cái gì? Nhưng mà vô là cái đường hầm đất sét. Muốn vô đây là phải vô đường hầm đất sét. Ừ, đẹp chị tí coi. Rồi quay đi. Ừ, từ từ. Quay quay nè con. Chụp lẹ cho người ta đi nè. Lấy nguyên cái hồ luôn nè, 1, 2, 3. Lấy nguyên cái hồ luôn. Đây nó có bán trứng gà với bắp luộc định mua. Mà thôi ráng ra ngoài ăn đi. Đúng rồi. Trời ơi, hôm nay Xuyên chụp hình ghê, tại mặc đồ đẹp á. Đó, cho bạn chụp hình mình cái view của hồ đẹp nè. Từ đường này nè em à, đi ra đường này nè. Rồi, đi trước đây. Mặt này đẹp nè. Đúng chính hả? Ừ, giờ này mới là đi đã ha. Giờ trời mát mát nè. Chứ là 12 giờ chưa. 12 giờ chưa là đi chết luôn nha cả nhà. Quay chế đậu luôn. Ôi, mình được xuống đó mình tắm không ta? Ờ, nước này vẹt. Này hồ. Hồ nhân tạo á. Trong đó tao bui nó chụp quá trời kìa. Chắc vậy. Điểm chính trong đây á. Hay cái mặt cái hồ á. Ở đây mày đứng mày nhắm sao mà ở giữa mà con Quý đứng á, không quá cái mày chụp lấy giữa. Cái phong chạy qua từ nha chị nha. Cái này coi hạn chế. Đây. Đó. Ủa đi đây với em. À đi qua chụp bên đó hả? Đây nơi tình yêu bắt đầu. Đó bạn thấy không, cái hồ nè, chụp nè. Đó. Cái thác cũng đẹp nè. Vui lòng xếp hàng. À, bây giờ mình xếp hàng chụp hình nha. À, đây người ta mình chụp xong rồi, bây giờ mình đi cái đường này thấy người ta xếp hàng quá đông mà cái chỗ này tự nhiên đẹp chứ rồi. Anh coi tấm hình em nhanh coi đẹp không? Ok, bây giờ đi qua bên phía bên đây. Đứng đây chụp. Này chụp hướng này không em? Em? Muốn chụp ngược lại chỗ này cũng được nè. Đó. Ngồi chỗ này cũng được nè em. Đó. Ok, bây giờ đi ra nè. Ủa mình đi ra xong mình đi về hả? Đi đâu nữa không ta? À, ra kiếm gì ăn. Ơi. Ô, chim. Con chim. Ô. Con chim sao bự. Bạn chụp con chim không? Ô. Chụp ở đó đẹp á. Chụp thì đi. Đây, đi. Này. À, đáng lý là chụp này đúng, mãi mãi một tình yêu. À. Ok là đưa tình yêu bắt đầu rồi, không nên chụp. Đúng không? Nó đẹp.
Bây giờ mình đi lên. Đi lên thì chắc cũng đi đường này luôn cả nhà ơi. Trời ơi, rừng còn nhiều, Đà Lạt còn rộng đẹp quá cả nhà. Ui, hồ thiên thần. Đó, đâm thẳng ra mẹ. Mẹ đi vệ sinh gì không? Ngồi. Ra đây nè. Đi không? Đi xuống rồi. Không, mày hỏi đi đường nào ra. Ok, vậy giờ mình đi ra nha.